Người giàu nhất thế giới, cha đẻ của Louis Vuitton và Dior, cần có một phẩm chất thiết yếu nếu muốn giàu có trong kinh doanh và đầu tư. Khi Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử mất hơn 200 tỷ đô la tài sản dòng, cánh cửa đã mở ra cho một người mới trở thành người đứng đầu trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Người đó chính là Bernard Arnault, người đồng sáng lập và là giám đốc điều hành 73 tuổi của LVMS, tập đoàn hàng xa xỉ nổi tiếng với việc điều hành các thương hiệu mang tính biểu tượng như Louis Vuitton. Tiffany và Cartier, Dior, Arnaud đã vượt qua mớt để trở thành người giàu nhất thế giới vào cuối năm 2022. Ông vẫn giữ danh hiệu đó cho đến hôm nay, theo ước tính từ Forbes và Bloomberg. Theo Forbes, thì giá trị tài sản dòng của ông là 191 tỷ đô la, trong khi Bloomberg đưa ra ước tính thận trọng hơn là 172 tỷ đô la. Tính đến thứ Năm, ngày 5 tháng 1, Bản thân Ano vốn đã là một tỷ phú trong nhiều năm và ông chia sẻ rằng mình học được nhiều từ Sir Jobs và Warren Buffett trong xây dựng sự giàu có của mình và giờ đây là thăng tiến trong bảng xếp hạng. Bernard Ano là ai? Tên của tỷ phú người Pháp chắc chắn đã rất quen thuộc với nhiều người. Ông là nhân vật cố định gần đầu bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới trong nhiều năm, thậm chí còn giành được vị trí hàng đầu từ Jeff Bezos của Amazon vào năm 2021 trước khi nhường chỗ cho mớt là con trai của một ông trùm xây dựng, Arnold đã tiếp quản công ty của cha mình vào những năm 1970. Ông chuyển hướng sang bất động sản trước khi chuyển hẳn sang ngành dệt may và bán lẻ. Năm 1985, ông bắt đầu xây dựng LVMS ngày nay bằng cách lấy 15 triệu đô la từ công việc kinh doanh của gia đình để mua cô tít trường từ những người chủ đã phá sản của nó. Ông vẫn nắm giữ 97,5% cổ phần của hãng thời trang cao cấp mang tính biểu tượng của Pháp này. Trong hơn 3 thập kỷ tiếp theo, Arnau đã mở rộng đế chế bán lẻ xa xỉ của mình bằng cách giúp sáp nhập Louis Vuitton với công ty rượu mốt Hennessy và nắm giữ cổ phần kiểm soát trong công ty mẹ có tên là LVMS. Hiện tại, ông kiểm soát gần một nửa LVMS, công ty có giá trị thị trường gần 390 tỷ USD. Công ty này đã ghi nhận doanh thu gần 60 tỷ đô la trong 9 tháng đầu năm 2022. Ano thích đi kiểm tra các địa điểm bán lẻ của các thương hiệu LVMS và các đối thủ cạnh tranh của họ. Theo báo cáo, có ngày ông đã ghé thăm tới 25 địa điểm. Ông cũng công khai tự hào về việc duy trì và phát triển một số thương hiệu và thiết kế mang tính biểu tượng nhất của Pháp. "Tôi thấy mình là một đại sứ của di sản và văn hóa Pháp," ông nói với Pháp vào năm 2010. "Những gì chúng tôi tạo ra đều mang tính biểu tượng. Bernard Arnault trở thành người giàu nhất thế giới như thế nào? Việc Arnault vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ phú gần đây trùng hợp với sự bốc hơi nhanh chóng của một lượng tài sản khổng lồ của Moss sau khi giám đốc điều hành Tesla và SpaceX tiếp quản Twitter vào tháng 10 năm 2022, trong bối cảnh thị trường toàn cầu hỗn loạn, tài sản của Ano vẫn khá ổn định trong những tháng gần đây. Phần lớn tài sản của Ano gắn liền với cổ phiếu của LVMS và kể từ năm 2020, giá cổ phiếu của công ty đã tăng gần 65% về tổng thể. Tài sản cá nhân của Ano cũng đã tăng thêm hàng chục tỷ đô la trong khoảng thời gian đó. Pháp ước tính rằng tài sản của ông đã tăng hơn gấp đôi lên 150 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng từ 76 tỷ đô la vào năm 2020. Do nhu cầu đối với hàng xa xỉ tăng sau khi đại dịch bước đầu giảm xuống, nguồn cảm hứng kinh doanh lớn nhất của Bernard Arnault. Arnault đã gọi một trong những đồng nghiệp tỷ phú là nguồn cảm hứng kinh doanh lớn nhất của mình, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Baxter Hathaway, Warren Buffett. Nhà đầu tư nổi tiếng là người mà tôi ngưỡng mộ nhất trong lĩnh vực kinh doanh, Arnault nói với Pháp vào năm 2017 đồng thời cho biết thêm ông ấy là một nhà đầu tư dài hạn, ông ấy có những ý tưởng tuyệt vời và kiên định với chúng. Buffett nổi tiếng với chiến lược đầu tư mua và nắm giữ, thuyết giảng về sự kiên nhẫn dài hạn trong việc theo dõi sát sao thị trường mỗi ngày. Bản thân Ano đã gọi sự kiên nhẫn là một phẩm chất thiết yếu trong kinh doanh. Ông được cho là đã tìm hiểu thương hiệu trang sức Blue Gazi của Ý trong suốt một thập kỷ trước khi mua lại công ty vào năm 2011 khi thương hiệu này đang gặp khó khăn. Buffett không phải là biểu tượng kinh doanh duy nhất của Mỹ truyền cảm hứng cho Ano. Giám đốc điều hành LVMS cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người đồng sáng lập Apple, Sir T. Job. Ano nói với Pháp rằng Jobs đã thành công với Apple nhờ sự kết hợp giữa tính sáng tạo và ý thức sâu sắc về cách quản lý trong phát triển. Ông nói thêm rằng việc trở thành giám đốc điều hành của LVMS đòi hỏi một cách tiếp cận tương tự, bởi vì ông cần phải biến sự sáng tạo thành công việc kinh doanh thực tế trên toàn thế giới ông nói để làm được điều này bạn phải kết nối với các nhà đổi mới và nhà thiết kế nhưng cũng phải làm cho ý tưởng của họ trở nên khả thi và cụ thể